Hello, xin chào các bạn. Mình là Lê Văn Lộc và cái video này là mình giới thiệu về một trong các môn học liên quan trực tiếp đến việc phát triển doanh nghiệp, đó là việc xây dựng hệ thống marketing bằng YouTube. Chúng ta thường dùng YouTube để kiếm tiền, và kiếm tiền là kiếm tiền từ YouTube, tức là kiếm tiền từ Google AdSense, và từ Google AdSense liên kết với YouTube và dùng quảng cáo của YouTube để kiếm tiền về. Và có rất nhiều người học làm YouTube là để chủ yếu tập trung kiếm tiền từ việc làm đối tác YouTube, tức là cái tiền từ Google AdSense. Nhưng mà cái giáo trình mà mình sắp tới làm chia sẻ với các bạn đây thì nó là một cái giáo trình không những chỉ giúp các bạn qua kênh YouTube của các bạn, mà còn hướng tới một cái điều quan trọng hơn, đó là sử dụng YouTube để phát triển cái doanh nghiệp, phát triển cái công việc, hay là nếu như bạn không phải là chủ doanh nghiệp hay là chủ một công ty thì các bạn sẽ phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình để xây dựng thương hiệu cho cá nhân bạn. Thì cái giáo trình này nó là chương trình tổng hợp rất nhiều cái điều thú vị và những kiến thức tuyệt vời liên quan đến kinh doanh, và nó là những kiến thức kiếm tiền mà mình đã đúc kết sau nhiều năm làm việc. Thì đa số và đa phần các bạn chỉ biết dùng YouTube và kiếm tiền qua các quảng cáo của YouTube khi liên kết với Google AdSense thôi. Các bạn không biết rằng chúng ta có thể dùng YouTube để kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau, và đặc biệt YouTube là một nơi để phát triển doanh nghiệp, phát triển bản thân và gây dựng thương hiệu cho chính bạn. Nó giúp bạn trở thành một người nổi tiếng, giúp cho công ty của bạn, mặt hàng, sản phẩm của bạn, kỹ năng của các bạn. Nó là một kênh truyền thông và là một kênh quảng cáo miễn phí, nhưng đôi khi chúng ta không khai thác hết cái tiềm năng của nó. Cái giá trị của loạt bài này nó có trị giá là 4 triệu đồng. Để như các bạn mua online và toàn bộ giáo trình thì nó sẽ là 4 triệu đồng. Thế nhưng mà mình sẽ public nó 60%, kiến thức của giáo trình này mình sẽ public 60% ở kỹ thuật thấp và kỹ thuật trung bình để các bạn có thể học được. Và 60% tư liệu của những bài học mà mình trích xuất ra sẽ là hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn, và mình sẽ đăng trên kênh YouTube này. Thì còn 40% kia thì mình sẽ để lại dành riêng cho những người đăng ký tham gia làm người đặc quyền của mình thì mới được xem. Và đặc biệt là mình muốn là những người thật sự họ là chủ doanh nghiệp, họ là những con người khao khát đi đến thành công, đi đến cái việc hoàn thiện cuối cùng con người của họ, doanh nghiệp của họ, và là phát triển bản thân họ đến với một sự chuyên nghiệp trong công việc YouTube, chứ không phải làm YouTube để kiếm tiền chơi. Một lý do nữa là tại sao mình không up toàn bộ tất cả các kiến thức của cái giáo trình này lên cho các bạn, thì mình sẽ giải thích luôn để các bạn không trách mình, đó là kiến thức thì có những kiến thức nó là miễn phí, nhưng có những kiến thức nó phải có giá trị, bởi vì mình cũng phải đầu tư rất nhiều tâm huyết, đầu tư rất là nhiều thời gian, và để có được kiến thức đó thì mình cũng phải bỏ ra cũng cái khoản nho nhỏ để có được nó. Thì cho nên là mình cũng không thể tặng các bạn miễn phí theo cái cách như các bạn hiểu được đấy. Và với lại kiến thức ấy, nhiều người ta nghĩ rằng cái gì cho đi miễn phí ấy, thì nó không giá trị, và khi mà người ta nhận những cái điều đó nó miễn phí ấy, thì người ta không trân trọng nó, mặc dù những kiến thức đó là kiến thức rất giá trị và vô cùng đắt giá. Mình đã từng bán nó với giá 4 triệu, 5 triệu đồng. Hoặc là các bạn tham gia các lớp học offline của mình ấy, nếu như coaching 1-1 ấy, thì cái giá nó còn rất là cao nữa, mà mình lại cho đi miễn phí. Khi các bạn có được kiến thức nó miễn phí, các bạn sẽ không trân trọng nó đúng cái giá trị mà kiến thức đó cần phải được trân trọng. Thì những cái gì phải mua bằng tiền thì các bạn phải mua bằng tiền, những cái gì mà có thể miễn phí được thì các bạn sẽ được dùng miễn phí. Thì 60% những gì mình chia sẻ trên YouTube này nó cũng có thể giúp cho một người bình thường có thể kiếm thêm thu nhập rồi, có kiếm thêm phát triển bản thân mình và học tập và thành công rồi. Thế thì còn 40% kia mình giữ lại dành cho những người thật sự cần, dành cho những người muốn nhận sự giúp đỡ trực tiếp từ mình và họ thật sự đón nhận đúng cái giá trị của nó. Bạn phải biết rằng là nếu như có một thứ gì nó rất giá trị nhưng bạn không đón nó với một tấm lòng trân trọng thì nó không giúp ích cho cuộc đời các bạn cả. Cho nên là đôi khi tiền nó chỉ là cái minh họa giá trị của một thứ gì đó thôi, chứ còn cái thứ đó nó còn có giá trị hơn những gì bạn hiểu về nó, biết về nó. Mọi thứ trên đời này đều có giá của nó, đúng không? Đều phải có giá của nó. Thì mình cũng chỉ dám ước mong là cái giáo trình này nó sẽ có ích rất là nhiều cho các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video coaching của mình và các bài dạy ở trên
kênh YouTube này nhé. Các bạn hãy chia sẻ, hãy cho mình những lời bình luận và đặt cho mình những câu hỏi để mình có thể giải quyết các thắc mắc và được giúp đỡ các bạn. Thì chúng ta bước trên con đường xây dựng hệ thống marketing, xây dựng hệ thống phát triển doanh nghiệp của chúng ta, và YouTube nó chỉ là một trong rất nhiều các cách để xây dựng thôi. Và YouTube có lẽ là một sức mạnh khá là quan trọng rồi trong cái thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta đã xác định kinh doanh, thì chúng ta nên sử dụng YouTube. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Và cuối cùng video này mình nhắc nhớ lại một lần nữa cho các bạn có thể quên hết nội dung tất cả những gì mình nói ở trong video này, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ có một cách kiếm tiền qua YouTube, đó là chờ YouTube trả tiền hoa hồng của các quảng cáo. Không chỉ có một cách đó đâu, có rất nhiều cách. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo, mình sẽ giúp đỡ các bạn từng phần một.